Kính thưa quý vị, từ đầu tháng 12 năm 2016, công ty Điện lực Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động hướng đến tháng tri ân khách hàng. Trong đó, được chú trọng nhất là việc nâng cao chất lượng cung ứng điện. Với khách hàng nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, công ty đã triển khai áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để hỗ trợ cho khách hàng trong quá trình sử dụng điện, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm điện một cách tối đa. Còn với các vùng nông thôn, việc đưa ánh sáng điện về với người dân và đầu tư thêm trạm biến áp đã mang lại nhiều niềm vui cho các vùng quê. Con đường ở xóm Ngọc Hương thuộc thôn 2, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn được lắp đặt điện đường. Hơn 800 mét dây điện và 20 bóng đèn được nhân viên điện lực Bình Sơn lắp đặt dọc tuyến đường. Từ nay, những con đường quanh xóm Ngọc Hương được thắp sáng vào ban đêm. Không chỉ lắp bóng điện ngoài ngõ xóm, nhân viên điện lực còn vào từng nhà thay bóng đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo. Nhân viên điện lực còn kiểm tra lại độ an toàn của đường dây và hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Trước đây, trạm biến áp chính nằm xa xóm Ngọc Hương, nay điện yếu, chập chờn. Nhưng cách này người dân ở đây sẽ có nguồn điện tốt hơn để sử dụng. Một trạm biến áp 100 kV/A tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng và hơn 2.200 mét đường dây hạ áp để đưa điện về gần hơn với người dân Ngọc Hương. Công trình giúp người dân có nguồn điện ổn định hơn, giảm tổn thất điện năng. Từ bôn như năm nay ôm áp với xóm nghèo này là nó đồng vườn tược xoay xuôi là cũng không có thể mà làm được. Cho nên ngày hôm nay là được sở điện lực mà đưa về đây thì quê hương của chúng tôi là rất cảm ơn. Điện lực nó cho vô sót đầu ấy là nhân dân là có cái nguồn điện đó để mà sinh hoạt hoặc là dẫn lên có cái nguồn rải rồi đó để tưới tiêu, phát triển kinh tế. Xã Bình Hòa dự kiến sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới vào năm 2017. Hạng mục cấp điện cho khu dân cư không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn hỗ trợ địa phương sớm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện. Đây là một cái hỗ trợ hết sức là quý đối với Bình Hòa. Nếu như tiếp tục năm 2017 chỉ còn một số nơi nữa thôi, không nhiều, mà được hỗ trợ như thế này thì Bình Hòa sẽ hoàn thành cái tiêu chí số 4 của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã triển khai chương trình thắp sáng đường quê tại thôn Dương Trường, xã Phú Khánh, huyện Đức Phổ. Hơn 100 mét đường dây và 25 bóng đèn đã được thắp sáng khắp con đường trong thôn. Chương trình thắp sáng đường quê đưa điện về khu dân cư ở Quảng Ngãi đã mang đến niềm vui cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân và địa phương phát triển kinh tế. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển phụ tải, xóa công tơ cụm, không ngừng nâng cao khả năng cung ứng điện cho người dân. Ngoài nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng bằng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đưa công nghệ mới vào việc quản lý vận hành lưới điện. Công nghệ sửa chữa nóng đường điện cao thế Hotline chính là một ứng dụng hữu ích để phục vụ các khách hàng lớn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp. Sửa chữa nóng có thời gian xử lý nhanh hơn, sạch hơn và quan trọng nhất là không phải cắt điện trên lưới nên không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Từ tháng 6 năm 2016, công ty đã đưa vào triển khai vệ sinh trạm biến áp tại các khu công nghiệp theo công nghệ Hotline. Kế hoạch của công ty đến năm 2017 sẽ tiến hành áp dụng giai đoạn 2 sửa chữa nóng, áp dụng cả hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA. Đối với công nghệ sửa chữa nóng thì đối với một số cái sự cố có nguy cơ xảy ra đến lưới điện thì công ty chúng tôi sẽ thực hiện công nghệ này để thay thế thiết bị mà không cần phải cắt điện. Do đó, việc cung cấp điện sẽ được liên tục và đảm bảo chất lượng, giảm số lần ngừng cấp điện cũng như là thời gian mất điện. Ngoài ra, hiện nay thì Tổng ty Điện lực miền Trung cũng đang đầu tư cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi cái hệ thống SCADA. Đây là một cái hệ thống giúp cho cái cán bộ quản lý vận hành lưới điện vận hành, thao tác, giám sát và điều khiển các thiết bị điện từ xa. Đây cũng là một trong những dự án hết sức quan trọng đối với việc phát triển cái lộ trình của lưới điện thông minh của Công ty Điện lực Quảng Ngãi chúng tôi trong năm 2017 cũng như trong những năm sau. Cam kết với địa phương, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho các thành phần phụ tải, đồng hành cùng với tỉnh trong việc thu hút đầu tư. Điện sẽ đi trước một bước, làm cái hạ tầng tốt để cho các doanh nghiệp vào và chúng ta chuyển dịch cơ cấu theo hướng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cái mục tiêu của tỉnh. Với việc đầu tư công nghệ trong quá trình quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng cung ứng điện của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi. Thông báo ngừng cấp điện.
Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, từ 7 giờ đến 12 giờ, khu vực mất điện toàn bộ các thôn Hội An 1, An Thạch, xã Phú An, huyện Đức Phổ. Riêng toàn bộ thôn vùng 5, xã Phú Thuận, toàn bộ xã Phú An, huyện Đức Phổ mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút, vào lúc 7 giờ và 11 giờ. Từ 8 giờ đến 16 giờ, khu vực mất điện nhà máy gạch Tuyên An, Phổ Hòa, một phần xã Phú Ninh, toàn xã Phổ Nhân, huyện Đức Phổ, toàn bộ các xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Ngày 27 tháng 12, từ 7 giờ đến 17 giờ, khu vực mất điện toàn huyện Ba Tơ, trừ các xã Ba Trang, Ba Liên, Ba Khâm. Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, khu vực mất điện, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Quảng Ngãi, tổ dân phố Liên Hiệp 1, 2, phường Trương Quang Trọng, thôn Thống Nhất, xã Tỉnh Đăng Tây, đường Quang Trung, đoạn từ khách sạn Trung Tâm đến Sông Đào, đường Nguyễn Nghiêm, đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lê Đình Cẩn, đường Hùng Vương, đoạn từ đường Quang Trung đến đường Huỳnh Công Thiệu, các đường Trương Quang Trọng, Lê Ngung, Lê Khiết, Duy Tân, Phạm Xuân Hòa, Chu Văn An, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Tô Hiến Thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Sĩ Liên, thành phố Quảng Ngãi, thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Ngày 28 tháng 12 từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30, khu vực mất điện, khu xử lý chất thải rắn, xưởng sơ chế xương bò khô, các mỏ đá Bình Nguyên, Trì Bình, Granite Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Từ 8 giờ đến 16 giờ khu vực mất điện, một phần các xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, toàn bộ xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, một phần các xã Phú Thuận, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh, toàn bộ xã Phú Phong, huyện Đức Phổ. Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 khu vực mất điện, trường Cao đẳng Việt Hàn, nhà máy bao bì Việt Phú, nhà máy bia Sài Gòn, các nhà máy xí nghiệp thuộc công ty đường Quảng Ngãi. Các đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thông, Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng, Võ Tùng, Nguyễn Du, Trần Kiên, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Bá Loan, Lê Đình Cẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thiếp, 30 tháng 4, Bắc Sơn, Hà Huy Tập, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Phương, Trần Quang Diệu, Triệu Quang Phục, Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Thái Học. Đường Quang Trung đoạn từ khách sạn Trung Tâm đến chợ Gò Quán. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu Mới đến đường Nguyễn Thụy, phường Nghĩa Lộ, tổ 18-19 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, một phần xã Nghi Trung, huyện Tư Nghĩa. Ngày 29 tháng 12 từ 7 giờ đến 16 giờ 30, khu vực mất điện, các công ty Hoàng Đạo, Sáng Tạo Á Châu, Gạch Dung Quốc, Khoáng Sản Viễn Hoàng, chế biến sa khoáng và các chế phẩm từ sa khoáng, than lọc nước thải, khu tái định cư Trung Minh, một phần các xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Tân, Bình Thanh Đông, toàn bộ các xã Bình Phú, Bình Châu, huyện Bình Sơn, một phần các xã Phú Thuận, Phổ Văn, Phổ Minh, toàn bộ các xã Phổ An, Phổ Quang, huyện Đức Phổ. Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, khu vực mất điện, nhà máy gạch Phong Niên, trường Cao đẳng nghề Đăng Huy, một phần xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, toàn bộ thôn Quyết Thắng B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 30 tháng 12, từ 7 giờ đến 17 giờ, khu vực mất điện, toàn bộ phường Nghĩa Chánh, toàn bộ các xã Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, khu vực mất điện, các đường Trần Khánh Dư, Đinh Tiên Hoàng, Trần Thị Hiệp, Bích Khê, Bà Triệu, Trần Công Hiến, Trần Nhân Tông, Đoàn Khắc Nhượng, Hai Bà Trưng, Tôn Diêm, Mạc Đỉnh Chi, Phạm Quang Ảnh, Phan Bùi Châu, Chu Văn An, Lê Văn Sĩ, An Dương Vương, Tố Hữu, Trần Cao Văn, Thành Thái, Trường Xuân, Nguyễn Khuyến, Tông Đức Thắng, Phan Long Bằng, đường Trương Định đoạn từ Hai Bà Trưng đến đường Tông Đức Thắng, đường Quang Trung đoạn từ cầu Trà Khúc đến sông Đào, thành phố Quảng Ngãi. Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc. Bạn sẽ xử lý ra sao khi bỗng dưng nhà mất điện, đăng ký mua điện ở nhà mới, thắc mắc về hóa đơn tiền điện? Hãy gọi đến tổng đài 1900 1909 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung chính thức đi vào hoạt động tổng đài 1900 1909 vào tháng 7 năm 2015. Đây là nơi cung cấp cho khách hàng kênh hỗ trợ thuận tiện, nhanh chóng đến các dịch vụ về điện của các công ty điện lực. Trung tâm phục vụ cho hơn 3,6 triệu khách hàng dùng điện ở 13 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên, địa bàn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum.
tổng đài 1900-1909 được kết nối 24/7 để hỗ trợ xử lý các vấn đề về kỹ thuật điện như báo mất điện, báo sự cố, an toàn điện, chất lượng điện năng, giải đáp vướng mắc về dịch vụ kinh doanh điện như cấp điện mới, di dời công tơ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thay đổi chủ thể hợp đồng, định mức, thay đổi thông tin khách hàng, tra cứu thông tin tiền điện, thanh toán tiền điện, hóa đơn điện tử, tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, tư vấn sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Bạn có thể gọi điện, nhắn tin SMS đến tổng đài 1900-1909, gửi yêu cầu đến email cskh@cpc.vn, được hỗ trợ trực tuyến trên website cskh.cpc.vn. Khách hàng có thể đăng ký cấp điện mới, nâng công suất, di dời công tơ, thay đổi thông tin khách hàng, đăng ký nhận thông tin qua email, số điện thoại ngay trên website cskh.cpc.vn mà không cần đến phòng giao dịch của điện lực. Tương tác qua ứng dụng EVN-CPC Mobile. Đây là ứng dụng chăm sóc khách hàng qua thiết bị di động của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Ứng dụng cho phép khách hàng cập nhật thông tin kịp thời về lịch cắt điện, thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận hóa đơn điện tử, hoàn toàn miễn phí. Đến đây xin kết thúc chuyên mục Điện và Đời Sống số tháng 12 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.